Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin an ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe ô tô không rõ nguồn gốc. Lực lượng Công an Thanh Hóa đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm Lê Thế Vũ, sinh năm 1990, trú tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, Trần Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại phường Điện Biên, Lâm Bá Duy, sinh năm 2006, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, Nguyễn Trung Tấn, sinh năm 2001, trú tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, và Dương Thế Ngọc, sinh năm 2007, trú tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 2024, do uống rượu say tại quán Bắp Giòn 8 ở số 08 phố Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhóm đối tượng do Lê Thế Vũ cầm đầu đã gây sự đánh nhau với một số khách hàng ở quán. Các đối tượng này còn cầm gậy gạch đuổi đánh một số nhân viên, khách hàng của quán trên đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, các đối tượng dừng việc đánh nhau và bỏ trốn. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe ô tô không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Anh ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Toàn ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đinh Hữu Ngọc ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Thế Thành ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có một nhóm đối tượng thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để thực hiện việc mua bán xe. Chỉ tính từ cuối tháng 12 năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã làm giấy tờ giả để mua bán hàng trăm xe ô tô của các đối tượng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Bình Định, Nghệ An, Hưng Yên, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, trị giá trên 50 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của 4 đối tượng trên, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy móc thiết bị, con dấu, hồ sơ để làm giả các giấy tờ xe ô tô, mà chủ yếu là các giấy biên nhận thế chấp ngân hàng và các giấy kiểm định xe. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm mua bán người đang diễn biến phức tạp với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là xuất hiện hoạt động mua bán người dưới các hình thức trá hình như cho và nhận con nuôi, lao động việc nhẹ, lương cao, kết hôn với người nước ngoài. Hiện lực lượng Công an Thanh Hóa đang tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các phương án đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này. Ba đối tượng Lê Thanh Hải, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trần Hải Đăng, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Đào Thị Trang, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa bị Công an huyện Thường Xuân khởi tố về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Theo tài liệu điều tra, do có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ tại các quán karaoke nên Lê Thanh Hải đã lên mạng xã hội đăng tuyển nhân viên. Sau đó, cháu Vi, sinh năm 2008, là nhân viên quán karaoke ở quận Đông Anh, thành phố Hà Nội, liên lạc với Hải và Hải đồng ý bỏ ra 26 triệu đồng để cháu trả nợ cho chủ quán ở Hà Nội rồi về làm cho mình. Ít ngày sau, Trần Hải Đăng liên lạc với Hải để mua lại cháu Vi. Sau khi trao đổi với Đăng và Đào Thị Trang, Hải đồng ý cho Trang chuộc cháu Vi với giá 30 triệu đồng để đưa sang Campuchia làm việc. Khi Trang Đăng vào Thường Xuân đón cháu Vi, chuẩn bị lên xe vào Nghệ An để bay vào thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia, thì bị Công an huyện Thường Xuân phát hiện ngăn chặn. Vì có nói là không muốn làm nữa và muốn tìm chỗ khác làm. Thì em bảo với Vi là nếu muốn tìm chỗ khác làm thì
gọi điện cho người nhà hoặc là vay ai đấy để trả nợ cho em rồi em cho Vi đi. Thì Vi sau đấy Vi có tìm được Lê Hải Đăng đồng ý trả nợ cho Vi đi. Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa cũng phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Hằng, sinh năm 1986, ở xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, về hành vi chuyển giao, mua bán người dưới 16 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, nên một phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên đang mang thai, có lên hội nhóm, gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi để liên hệ tìm người nuôi con sau khi sinh. Sau khi liên hệ được với Phạm Thị Hằng qua Facebook, Hằng hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho người phụ nữ này bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa. Trong thời gian này, Hằng đã liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn. Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hằng, lực lượng công an phát hiện Hằng đang nuôi ba phụ nữ đang mang thai. Hằng thỏa thuận với họ là sau khi sinh sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi và trả mỗi người 10 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng những các trang mạng xã hội gia đình hiếm muộn con và các đăng tải nhiều cái thông tin để thu gom những người mà mang thai và ý muốn, sau đó là các đối tượng đưa về nhà lo ăn uống sinh hoạt, và khi đến thời kỳ sinh nở thì các đối tượng lo viện phí, và sau khi sinh con xong thì các đối tượng làm các cái thủ tục giấy tờ giả để liên hệ trên mạng xã hội đối với những gia đình hiếm muộn con và để giao bán với số tiền là từ 70 đến 80 triệu đồng trên một cháu bé. Từ thực tế điều tra của lực lượng công an cho thấy, nạn nhân mà các đối tượng buôn người nhắm tới thường là thanh niên ở vùng sâu vùng xa, thiếu hiểu biết pháp luật, phụ nữ bị tổn thương về tình cảm, các cháu gái ở độ tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Đáng chú ý là phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi với quy mô ngày càng phức tạp. Thay vì tiếp cận nạn nhân trực tiếp như trước kia, thì hiện nay các đối tượng lại lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân và đưa ra nhiều bẫy hấp dẫn như dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao, lập các nhóm kín để nhận con nuôi, mang thai hộ, đưa phụ nữ ra nước ngoài lấy chồng, khiến các nạn nhân dễ dàng mắc bẫy. Thực tế là qua công tác phòng ngừa đấu tranh thì chúng tôi thấy rằng là số người dân mà sang Campuchia mà làm ăn ấy, thì hầu như sang đấy làm đều bị các đối tượng đưa vào hoạt động trong các sòng bạc, casino. Thứ hai nữa là làm việc trong các cái nhóm tổ chức là liên quan đến hoạt động lừa đảo. Và thứ ba, thậm chí có những phụ nữ, thậm chí trẻ em gái có thể đưa vào hoạt động trong các ổ nhóm mại dâm. Mà để mà hàng ngày thì các đối tượng nó kiểm soát rất chặt chẽ, thậm chí có những sử dụng vũ lực để mà quản lý số người dân này. Nếu như mà muốn giải thoát thì các đối tượng có thể là cho liên lạc với gia đình và đưa ra một số tiền chuộc rất chỉ là lớn. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, lực lượng công an Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 2 vụ mua bán người. Công an Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân trong công tác nhận diện và phòng ngừa với tội phạm mua bán người. Hai là tập trung điều tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đặc biệt là điều tra trên các cái hội nhóm trên không gian mạng liên quan đến cái hoạt động mua bán người. Cái thứ ba nữa, tham mưu cho các sở ban ngành, các cái đoàn thể có liên quan để phối hợp trong công tác đấu tranh phòng ngừa, xác lập các cái chuyên án, đấu tranh triệt phá các đường dây, các cái mắt xích của hoạt động mua bán người. Tội phạm mua bán người không những gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân, xâm hại trực tiếp đến các quyền cơ bản nhất của con người về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, mà còn tác động xấu đến đạo đức lối sống, thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự. Mặc dù lực lượng công an vẫn đang hàng ngày hàng giờ nỗ lực đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này, thế nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là bản thân mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, nhận biết được âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Bản tin an ninh hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.